Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nơ trang trí với các cái đường móc là các mũi nửa kép và có cái phần cột dây ở phía giữa như thế này. Dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông, kim móc mình dùng kim móc 3.0 và kéo cắt len. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút. Sau đó móc lên cho mình 25 mũi móc xích. Thì sau khi móc xong 25 mũi móc xích, các bạn móc vào cái mũi móc đầu tiên bên này cho mình. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên cho mình một mũi nửa kép. Móc vào đây một mũi nửa kép. Chân móc kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Thì khi móc các bạn móc giấu luôn cái phần len thừa ở phía sau vào trong cái mũi móc để lát nữa chúng ta không cần phải giấu len nhiều. Tiếp tục móc chân kế bên một mũi nửa kép. Các chân móc còn lại các bạn cũng móc tương tự như vậy cho mình cho đến hết vòng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi nửa kép. Thì sau khi móc đến cuối hàng, cắt cái phần len thừa ở phía trong này. Sau đó các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên bên này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Tiếp tục chân bên cạnh một mũi nửa kép. Làm tương tự các chân móc còn lại, móc cho đến hết vòng cho mình. Mỗi chân móc cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Thì sau khi móc đến cuối vòng, móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng một mũi nửa kép. Móc tương tự các chân móc còn lại, móc cho đến hết vòng. Móc cho đến hết vòng. Thì sau khi móc xong hàng này, các bạn móc thêm cho mình một hàng nữa, cũng tương tự như các cái hàng phía trên, móc cho mình tương tự cho đến hết vòng. Thì ở đây mình đã móc lên được 4 hàng móc như thế này. Thì cái độ rộng ở đây nó đã vừa đủ với cái kích thước của cái nơ. Các bạn móc vào chân móc này một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Các bạn chừa cho mình một đoạn dây len để cột vào cái phần giữa của cái nơ. Các bạn canh cái phần dây len để cột vào cái chính giữa của nơ.
Sau đó các bạn quấn quanh nơ, quấn các vòng quanh nơ. Các bạn cứ quấn nhiều vòng cho mình quanh cái nơ. Sau đó chừa một đoạn len nhỏ như thế này. Chừa một đoạn len nhỏ này và các bạn giấu cái phần len này vào trong cái mũi móc cho mình. Giấu vào phía sau của cái cánh nơ. Sau đó giấu cái đoạn len thừa này vào trong cái mũi móc. Như vậy là mình đã hoàn thành xong được một chiếc nơ trang trí như thế này. Các bạn có thể thay cái sợi dây ở chính giữa này bằng các màu khác nhau cho cái phần nơ của mình nó nổi hơn. Chúc các bạn thành công!